ngày 16 tháng 11, Phòng Cảnh sát Giao thông BC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đầu tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 60 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy trong khi lái xe. Phòng BC08 cũng cho biết đơn vị bố trí 40 ca công tác với 157 lượt cán bộ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1. Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện xử lý 175 trường hợp vi phạm, trong đó có 57 trường hợp lái xe vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp lái xe mô tô vi phạm ma túy, 35 trường hợp lái xe mô tô vi phạm tốc độ, 81 trường hợp vi phạm các lỗi khác. Ngày 16 tháng 11, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An phối hợp với ngành chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy lớn khiến nhà kho rộng khoảng 1.600 m2 bị thiêu rụi. Khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại cơ sở sản xuất của công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH ở ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sau khoảng 3 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã khống chế được đám cháy. Tại hiện trường, nhà kho khoảng 1.600 m2 bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại về vụ cháy đang được điều tra. Công ty cổ phần phát triển và kinh doanh nhà HDTC có trụ sở tại phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản thông báo việc tạm dừng hoạt động. Theo đó, vì lý do nguồn tài chính hiện tại vô cùng khó khăn, công ty không có nguồn thu để chi trả lương cho cán bộ nhân viên. Để phù hợp với tình hình hoạt động trong thời gian hiện nay, hội đồng quản trị đã thống nhất sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, chỉ giữ lại những nhân sự chủ chốt để củng cố công ty trong giai đoạn trước mắt. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty thông báo toàn thể cán bộ nhân viên đang làm việc tại HDTC chi nhánh công ty tạm thời nghỉ không hưởng lương để chờ việc kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2023 cho đến khi có thông báo mới. Theo ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng, sau nhiều đợt mưa lũ, bãi biển du lịch Đà Nẵng ngập trét. Cụ thể, đoạn giáp trên quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, bãi biển Mỹ An thuộc quận Ngũ Hành Sơn có lượng trét lớn theo sóng tấp vào bờ, để lại hình ảnh bãi biển xơ xác ngổn ngang. Rác thải đa phần là các cành cây khô, chai nhựa, lon nước nằm la liệt dọc đường bờ biển dài. Ông Trần Đại Nghĩa, Phó ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và có đề nghị với đơn vị môi trường thành phố Đà Nẵng tiến hành dọn dẹp để trả lại cảnh quan như trước. Chiều 16 tháng 11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Trọng Gia Bảo, sinh năm 1997, trú tại thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13 tháng 11, Thượng úy Trần Trung Hiếu, sinh năm 1992, là cán bộ công an xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, làm nhiệm vụ tại đền chợ Củi thì phát hiện đối tượng Trần Trọng Gia Bảo nghi vấn mua bán trái phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang. Tuy nhiên, đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm trọng thương vào cổ Thượng úy Trần Trung Hiếu. Lực lượng công an xã Xuân Hồng cùng với người dân đưa Thượng úy Trần Trung Hiếu đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đồng thời bắt giữ đối tượng Trần Trọng Gia Bảo đưa về trụ sở để điều tra. Ngày 16 tháng 11, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam hai cán bộ, nhân viên đăng kiểm của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Đó là Lê Văn Hòa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cơ khí ô tô Thuận Khánh. Bùi Trọng Tường là đăng kiểm viên Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Biên Hòa 60.01S. Đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sơn Hải, phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai chi nhánh Long Khánh 60.02S về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 3, điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với lý do các đối tượng sai phạm trong công tác nghiệm thu xe cải tạo tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai. Hiện nay trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một số đối tượng giả mạo các thương hiệu dầu khí như Tổng công ty khí Việt Nam PVGas, Tổng công ty dầu Việt Nam PVOil, Tổng công ty phân bón hóa chất dầu khí PV EPSICO để đăng thông tin tuyển dụng trên các fanpage nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người ứng tuyển. Các fanpage giả mạo được các đối tượng lập ra nhằm thu thập thông tin cá nhân của những người có nhu cầu tìm việc làm, sau đó kết nối các nạn nhân vào một nhóm đã lập sẵn trên Facebook. Người ứng tuyển được hướng dẫn vào đường link để đăng ký tài khoản và nộp tiền theo yêu cầu, kèm theo lời hứa sẽ nhận lại được tiền gốc và có lãi suất khi tham gia nhiều lần. Theo đó, phía đại diện PVGas khẳng định các trang fanpage đều là giả mạo, đơn vị không có liên quan và không chịu trách nhiệm cho hoạt động của các fanpage. Khi có kế hoạch tuyển dụng, PVGas sẽ đăng tin chính thức qua kênh tuyển dụng của các đơn vị cung ứng dịch vụ hoặc website chính thức, chứ không đăng tuyển qua các trang mạng xã hội.